mỗi tối quẩy quần quật trên ba sàn ở phố các gái sinh nay đã chuyển về quẩy sang nhà sang nhảy trên sàn giao dịch sàn đầu tư tài chính đôi tay quen hơi mùi mỹ phẩm hồi nào giờ chỉ cầm điện thoại màn hình biểu hiện đồ thị màu xanh đỏ người lơ mơ nhìn vào phải nể lác cả mắt một thứ không thể thiếu để tạo ra một cuộc đời chóng vánh chính là tiền các hot girl tài chính khoe mình kiếm tiền dễ như bỡn đơn vị tiền tệ trong giao dịch lên tầm đô la chứ chẳng phải việt nam đồng nữa tài khoản ngân hàng nổ tưng bừng hơn cả pháo hoa giao thừa nói đạo lý làm giàu còn sắc xảo hơn cả jack ma choáng để kiếm tiền giỏi và nhanh như các hot girl tài chính không cần có não chỉ cần ngoan vậy các hot girl tài chính kéo khách vào sàn bio bằng cách nào thứ nhất là tận dụng sắc vóc sẵn có các hot girl tài chính trưng chọn body bên cạnh màn hình giao dịch trên sàn khiến cho những người chưa hề biết gì về bộ môn này bắt đầu chú ý tìm hiểu tìm mãi rồi cũng tò mò kết quả là thấy người ta kiếm tiền dễ quá mình cũng muốn thử tiếp đến là các hot girl lại còn biết kể chuyện cốt chuyện quen thuộc nhưng vẫn đi vào lòng người có thể kể đến như Đứa con hư gây nợ cho gia đình năm 17 tuổi, đổi đời với khối tài sản khổng lồ nhờ đầu tư tài chính. Phụ nữ chân yếu tay mềm chịu nhiều định kiến của xã hội, vực dậy làm giàu từ hai bàn tay trắng. Hành trình từ một cô mẫu ảnh trở thành nữ CEO, vân vân. Cứ như vậy, đằng sau một bức ảnh gái sinh diện áo trễ nải, khoe chọn vòng một bên cạnh laptop sàn bio là cả một sự chăn trở, làm cách nào để kiếm mối vào chơi trên sàn đến hao gầy cả tâm hồn chứ chẳng đùa. Vậy còn bạn, bạn nghĩ sao trước hành trình startup đầy gian nan của các nữ CEO sàn bio này? Đừng quên để lại comment dưới video này.